Chào mọi người, cuộc sống của chúng ta đôi khi chúng ta quá cô đơn, không có ai chơi với bản thân chúng ta hết. Thì chúng ta cần một người bạn. Thì các bạn đây ở thành phố Hồ Chí Minh đa số ở nhà, kiểu như là ở trọ, chung cư nhiều. Thì chúng ta muốn tìm một người bạn, thứ nhất là không ảnh hưởng đến hàng xóm nè, không tốn quá nhiều thời gian chăm sóc nè, đồng thời là ít, mình kêu ít bệnh hơn so với chó nha. Đó chính là mèo nha mọi người. Rồi minh chứng mình sẽ cầm điện thoại lên để minh chứng cho mọi người thấy người đó. Đây, một bé mèo đang ăn đúng không ạ? Thức ăn chúng ta sẽ đổ ở một tô như thế này nè mọi người. Nước chúng ta đổ một tô như thế này đó. Có một tô nữa thì mình sẽ đâu là mình cho ăn hạt khác hoặc là thay đổi khẩu vị thức ăn. Tiếp theo mình sẽ dẫn mọi người tới đây. Đó là cát nè. Mèo đi vệ sinh trong cát nè mọi người. Chúng ta mua bịch cát, chúng ta bỏ vào khay này. Chúng ta bé đi rộng, chúng ta dọn thôi. Rất là đơn giản. Như thế. Mình nói đúng không? Không có sai nha mọi người. Mình không có nói sai vấn đề gì cả. Đó, mèo rất là đơn giản, không tốn quá nhiều thời gian của chúng ta. Kiểu như các cái mèo gì các bạn có thể nuôi thả trong phòng, hoặc là chúng ta sẽ có một cái lồng trên cao có cái đồ chơi cho bé, chúng ta bảo bé vào, chúng ta trải một tấm nệm, thì chúng ta nuôi từ nhỏ cho bé ở trong lồng từ nhỏ, thì khi lớn đảm bảo bạn bé đang ngồi chơi, xong khi lớn và bé sẽ hình thành thói quen đó, và khi lớn bé sẽ chui vào đó ngủ hay là chúng bé ngủ ở ngoài. Thì nhưng nó đơn giản hơn rất nhiều so với các bạn nuôi chó. Thì mỗi người chúng ta một sở thích đúng không ạ? Ví dụ các bạn yêu chó hoặc yêu mèo, nhưng mà ở đây mình đang nói về ưu điểm của nuôi mèo so với nuôi chó như mọi người. Mọi người lưu ý vấn đề đó nha, ưu điểm của việc nuôi mèo. Tại vì mình có nhiều bạn rất yêu, có cưng yêu, nhưng bé nào cũng thích hết trơn, thì mình sẽ khuyên mọi người đối với việc ở chợ chúng ta nuôi mèo sẽ ok hơn rất nhiều. Như chúng ta đi làm kiếm tiền, hoặc là đi học, thì việc nuôi mèo cũng đơn giản hơn nuôi chó rất là nhiều. Tại vì chó thứ nhất là ồn, các bé phải sủa ồn ào này, thứ hai là các bé dễ bị bệnh hơn so với các bé mèo. Mèo tức là các bạn đã là động vật thì bé nào cũng phải bị bệnh nha mọi người. Mình ở đây mình đã theo cảm nhận của mình là mình thấy là mèo ít bị bệnh hơn so với các bé cún. Thôi vào vấn đề chính, hôm nay mình sẽ bán cần tìm chú cho một bé mèo này. Bé này là anh lông ngắn cái nha mọi người, giới tính cái. Đây, phần sau, phần trước mọi người không, mũi hồng nha mọi người, mắt màu cam, ở trên đầu có một đốm màu trắng như thế này. Video đã quá rõ luôn nha mọi người, nó rõ rõ luôn. Có rất nhiều bạn coi video xong rồi kêu gửi ảnh. Thật sự các bạn cảm nhận, các bạn thấy thích, các bạn mua. Thứ nhất, mua mèo của mình sẽ đảm bảo là không lai với mèo ta. Thứ hai là bảo được bảo vệ sức khỏe. Thứ ba là tại vì mình ở Đức Hòa Long An, nếu các bạn mua mèo, mình sẽ giao mèo tận nơi thành phố Hồ Chí Minh, bạn xem mèo, kiểm tra mèo, ok bạn nhận, khỏi sợ bị lừa. Đó, không tính phí luôn nha mọi người. Các bạn mua bé mèo 2 triệu cũng không tính phí, và 5 triệu cũng không tính phí. Đó là tại vì kiểu như là mình ở xa thì mình sẽ mong muốn mọi người ủng hộ mình nhiều hơn, mình sẽ không tính phí. Kiểu như vậy đó nha. Đó, vấn đề chính là mình cầm bao mấy mèo đó. Đây, cầm cái lồng này. Thì các bạn có thể bỏ vào bé vào trong lồng. Có một cái khay cắt, chúng ta sẽ tự thiết kế mèo đơn giản như vậy thôi. Đó. Nếu bạn có nhu cầu mua mèo, các bạn có thể gọi số điện thoại vào phía bên trên nha. Mỗi lúc sẽ có những bé, những đàn khác nhau. Nên mọi người lưu ý giúp mình nha. Ví dụ các bạn muốn mua mèo, thì các bạn có thể, ví dụ nhu cầu bạn là tìm bé được bé cái giống gì, màu sắc ra sao. Tại vì mỗi người có một sở thích riêng nữa. Ví dụ bạn thích màu trắng, có người thích màu xám, màu vàng. Thành ra là mọi người cứ thoải mái vấn đề, là nói thẳng vấn đề chính vào. Bạn nếu chưa biết giống thì các bạn có thể như là tài chính khoảng 3-4 triệu hay là 1-2 triệu, thì giá rẻ nhất qua bên bạn có bao nhiêu. Như vậy là sẽ rất là nhanh, còn rất là nhanh gọi là các bạn thật. Nếu ở mình không có nhu cầu mèo nhu cầu của bạn, các bạn có thể tham khảo chỗ khác. Như vậy sẽ rất nhanh, đơn giản, dễ chịu đúng không ạ? Chứ các bạn
vào cái bạn hỏi mình có 10 bé mèo, các bạn cũng kêu mình là gửi ảnh hết 10 bé mèo. Mình kêu là khoảng giá là từ 3 đến 4 triệu mà mọi người cũng bắt buộc mình phải gửi ảnh từng bé là giá bao nhiêu. Thật sự là mình không phải là mình chảnh vấn đề gì, nhưng thật sự là không thể phục vụ tốt như vậy được mọi người nha. Thật sự luôn á, tại mình người tư vấn cho mọi người này cũng như gọi điện, mình còn làm thú y nữa, hoặc là mình còn phối mèo, mình đi giao mèo nữa, mình ra rất nhiều việc. Có thể các bạn nhắn tin Zalo mình sẽ trả lời thay bụng, mình sẽ trả lời nha. Đó, mọi người có một nhu cầu và một cảm nhận vấn đề, cách nhìn nhận vấn đề khác nhau, thì chúng ta lớn rồi chúng ta có thể Google, nó sẽ ra thông tin hết, chúng ta sẽ biết nha. Và đồng thời nữa mình rất là không vấn đề là mình bán một bé mèo kiểu như là 2,5 triệu. Mình thông thường nha, thông thường đó mình sẽ không bao giờ bớt đâu mọi người, không bao giờ tiếp. Nhưng mà một khi các bạn đã gọi điện thoại, rất nhiều bạn mua mèo của mình sẽ biết, các bạn gọi điện trực tiếp, các bạn không hề trả giá một cái gì hết, các bạn lên tận nơi ở Đức Hòa này các bạn mua, coi mình có bớt không. Mình không bớt, mình sẽ tặng quà đàng hoàng, giá trị rất nha, là giỏ sách, ba lô hoặc là quần áo, thức ăn rất là nhiều luôn. Nếu mà mình bớt thì mình sẽ không fix vấn đề đó, đảm bảo là bạn lên sẽ được bớt. Mình nói không bớt nhưng mà sự nhiệt tình của mọi người đó, tại vì mình rất là kiểu như cảm nhận mọi người là các bạn muốn mà đón bé liền mua đó. Kiểu sự là rất là thích luôn á, thành ra mình sẽ bớt. Còn mà một ở nhà mà bạn kiểu như các bạn như ở bớt mình ít quá, thật sự mình không muốn trả lời luôn á mọi người. Hoặc là mình đang bé mèo 2 triệu mà mọi người trả 1 triệu là thôi, trong lòng rất khó chịu nha. Mình cũng phải nói sự vấn đề như vậy á mọi người. Các bạn mua mèo bên mình sẽ biết rồi, có bớt nhiều hay không bớt. Còn đi việc đi giao, mình đã không tính ship thì mọi người cũng hiểu vấn đề cho mình trước đó là bù vào mình công. Nếu mà mọi người lên thì mình sẽ không kêu không bốc, thì mình đảm bảo mình sẽ có quà cho mọi người rất là nhiều luôn, như túi sách nè, thức ăn hoặc là quần áo cho các bé và danh sách. Thì mình không tính không tin, bạn có thể bình luận ở các bạn Facebook của mình, bạn xem mua mèo của mình, bạn sẽ biết mình có hay không nha. Thôi nói nhiều tốn thời gian của mọi người, không biết có ai nghe nữa hay không đó. Đó là cảm, mọi người có một cảm nhận riêng, một cách nhìn nhận vấn đề riêng, hướng đi riêng. Thành ra là kiểu như là có rất nhiều bạn là mua bánh mèo, mình kêu không có, hay là mình kêu các bạn tham khảo cho khác đi, thì các bạn lại kêu mình là bán mèo chảnh, không có mèo cho các bạn mua, làm sao mà mình có thể được tư vấn thêm cho mọi người được. Mọi người hiểu vấn đề không ạ? Tại vì mèo đó là đẻ mà nó không thể theo một khuôn mẫu nhất định là nó giống tới mức này được. Thành ra như vậy á, ví dụ thành ra mình sẽ kêu mọi người có thể tham khảo chỗ khác. Còn các bạn hỏi là khi bạn mới khi nào có, thật sự là không thể nào biết được mọi người ơi, thật sự luôn, vấn đề đó luôn á. Không thể trong thời gian các bạn chờ thì các bạn có thể tham khảo nhiều chỗ hơn, thì chúng ta sẽ biết có rất nhiều chỗ bán hơn, thì chúng ta sẽ có trải nghiệm tư vấn hãy xem họ có hay không. Như vậy thì là ok đó mọi người, chứ mình các bạn chờ mình rồi xong mình không có thì sao, mình đâu có biết được. Như vậy nhé, bye bye mọi người.